Đây mọi người xem nhé, mình đang đánh đang dùng cái bút bạc Bacchi này, hành chính hãng thân sừng và đầu bạc này. Mình thấy đây, người mình mà ra ngoài mà hay bị trúng trúng gió, hay bị đau đầu hoa mắt chóng mặt thì mình sẽ dùng cái bút này mình đánh. Mình thấy vừa rồi mình đánh đây là vết đen nhá, đây là còn trắng này. Mình sẽ dùng mình đánh một chiều từ dưới lên trên, mình sẽ thấy sự khác biệt luôn nhá. Đấy, mình đánh khoảng gì 5-10 tiếng đếm thôi thì nó sẽ khác biệt ngay. Mọi người thấy chưa nào? Đây vết mình vừa đánh là đen xì, hai bên này trắng này. Đấy. Thì khi mà mình ra ngoài bị trúng gió về nhà cảm thấy ớn lạnh, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt thì mất ngủ ấy, thì cái lúc đó khí hàn nó xâm nhập vào rồi thì mình cần dùng cái bạc thì mình đánh. Khi đó phản ứng giữa bạc và hydrogen sulfur thì đánh nó sẽ tạo ra hợp chất màu đen như thế này, thì mình sẽ dùng cái giấy khô mình lau đi là được. Còn để cái khí đó tích tụ lâu ngày trên người ấy, nó sẽ sinh ra rất là nhiều chứng mãn tính, phổ biến nhất là bị cảm cúm này, sổ mũi này, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt này, nặng đầu này, mất ngủ này. Đấy, mình thấy là đen xì khắp nơi này. Bây giờ mình xem trên tai này, tai thì chẳng mấy ai bôi mỹ phẩm bao giờ đúng không? Thế thì mình thử đánh đây xem nó có đen không. Như vậy là tùy từng thời điểm ấy, tùy từng vị trí mình đánh nó mới ra đen nhé, chứ không phải chỗ nào nó cũng ra đen. Ví dụ tay chân mình đánh hôm nay ra đen nhưng mai chưa chắc nó đã ra đen, đúng không nào? Hoặc là hôm nay mình đánh nó ra nhưng mai đánh nó không ra, hoặc hôm nay mình đánh nó ra đen mình giải nó hết rồi, mai mình đánh nó không còn ra nữa đâu. Đây mình thấy này, trên tai này thấy chưa, đen này, thấy không, đen như mình vừa bôi nhỏ nhồi đấy. Bây giờ mình đánh cả bên trong xem. Đấy, mình cứ đánh nhẹ nhàng thôi. Cái độc đáo của cái phương pháp này á, là nó không gây tím bầm trên da, rất nhẹ nhàng, làm nhẹ trên da thôi. Đấy, đây gọi là phương pháp đánh gió chứ không phải gọi là cạo gió nữa rồi. Cạo là cạo cho nó tím bầm ra. Đây, người thấy này, thấy chưa nào? Đấy, đen xì hết cả tai ra, thấy chưa nào? Bây giờ mình đánh tiếp ở bên này. Đấy, tiếp thế này. Thì khi đó mình cần dùng cái bạc để mình đánh khắp mặt này, lòng bàn tay, lòng bàn chân này. Đấy, có khi mặt nó đen như này nhưng mà tí nữa mình đánh ở dưới tay lại không ra đen đâu. Đấy. Cổ gáy này, cổ này cũng có da đen này nhưng mà không đen bằng nhiều bên trên này. Bây giờ mình thử đánh dưới lòng bàn tay. Bàn tay thì hơi hơi thôi, không ra nhiều, không ra nhiều. Bây giờ sẽ đánh ở cổ gáy, cổ gáy nhé. Mình đánh rất là nhẹ nhàng. Nếu nó da đen chỉ khoảng độ khoảng gì vài tiếng đếm thôi, 5, 10, 30 giây nó sẽ ra. Đây cũng da đen này, đấy, da đen thầm thầm, thấy không? Đánh bên này nhé, rất nhẹ thôi nhé, không cần phải mạnh tay đâu, mình đánh chỉ cần chà trên mặt da này. Đấy, có da nhé các bạn nhé, đây này. Có da đen này, đây này, nhất là chỗ dưới này đen này, đây này. Đấy, chỉ cần độ khoảng 1 phút thôi là đánh nó ra luôn này, có đen xanh, đấy, thấy chưa nào? Đấy. Không tạo vết bầm tím. Bây giờ mình sẽ lấy giấy khô mình lau đi.